Hưng Yên ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Lực lượng chức năng đã xác định được 21 trường hợp F1 tại 2 thôn Đạo Khê và Thụy Trang, xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ và 2 trường hợp F1 tại thôn Đỗ Xá, ông tố của thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ. Ngày 21 tháng 6, tỉnh Hưng Yên đã phát hiện thêm 2 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, tỉnh đã quyết định phong tỏa 5 cụm dân cư tại huyện Yên Mỹ. Trường hợp dương tính thứ nhất là Trần Minh Tê, sinh năm 1991 ở xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ. Trường hợp thứ hai là Phạm Hạnh L, sinh năm 2003 ở thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ. Cả hai người này đều có cùng nguồn lây từ trường hợp F0 Phan Văn V đang cách ly tại Bình Dương. Trần Minh Tê và Phan Văn V cùng là lái xe Bắc Nam cháu Phan Hạnh L là con gái của lái xe Phan Văn V. Qua điều tra dịch tễ, bước đầu, lực lượng chức năng đã xác định được 21 trường hợp F1 tại hai thôn Đạo Khê và Thụy Trang, xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ và hai trường hợp F1 tại thôn Đỗ Xá, ông Tố của thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ. Ngay sau khi có thông tin về các trường hợp trên, huyện Yên Mỹ đã phong tỏa 5 cụm dân cư, gồm một cụm dân cư ở thôn Nghĩa Trang, thị trấn Yên Mỹ, phòng khám đa khoa Việt Pháp 2 tại xã Nghĩa Hiệp và ba thôn Thụy Trang, Hạ, Đạo Khê của xã Trung Hưng.